Hôm nay thì mình review và giới thiệu cho các bạn xem về cái hoa móng tay mà mình trồng các bạn nhá. Đây là cái hoa móng tay mà mình ươm bằng hạt, sau đó mình tỉa ra từng chậu như thế này để mình trồng. Và các bạn xem là nó phát triển cũng khá là tốt. Và đây là gói hạt giống của nó các bạn này, hoa móng tay nhiều màu. Nó có nhiều màu khác nhau, ví dụ như màu tím này, rồi màu đỏ cam này, màu trắng, rồi là màu hồng. Thì nó có nhiều màu ở đây và mình còn trồng thử nghiệm một ô ở đây nữa các bạn này. Và cứ mỗi ô như thế này là mình trồng nhiều loại hoa khác nhau để trồng, thứ nhất là test thử kiểm tra là hạt giống này nó có nảy mầm tốt hay không, và thứ hai nữa là review lại cho các bạn xem là cứ mỗi loại hoa là mình sẽ trồng, mình sẽ review lại cho các bạn xem. Và các bạn thấy đây là một cây hoa móng tay này, và đây là một cây hoa nó. Thì nó phát triển lên thì thân của nó mập mạp như thế này, nhìn rất là chắc chắn. Và bên này thì là một bầu một chậu nữa, thì nó phát triển ở đây. Đây là cái cỏ dài nó mọc của bạn này, mình có thể là làm cỏ mình nhổ đi cho nó phát triển nó tốt đấy, để review lại cho các bạn xem. Đây là một chậu nữa các bạn nhé. Bên này là hoa cúc các bạn này đấy, đây hoa cúc. Đây là vằn thỏ, và ra đây là hoa màu gà này, hoa màu gà. Đây là hoa chuối cảnh này. Thì mình trồng ở đây thì một thời gian thì nó phát triển nó cũng khá là tốt. Ở đây là chuẩn bị nó nở hoa rồi các bạn này, chuẩn bị nó đóng nụ ở đây này, các bạn có thấy chưa? Đây là ba cây này đấy, mình trồng nhiều lắm các bạn, nhiều loại hoa lắm các bạn, không phải là chỉ có một loại đâu. Đây, để review lại cho các bạn xem đây. Ngoài ra bên này nữa, các bạn xem là cái khu tiểu cảnh sân vườn của mình đây. Đây là bên này là hoa đồng tiền, hoa văn thỏ đấy các bạn này, nó không phát triển đấy. Đây là một số loại hoa khác. Đây là cây hoa móng tay các bạn này, các bạn có thể nhìn nhận dạng nhá. Còn ở đây thì nó ra hoa, nhưng mà cái này là mình trồng từ trước rồi, cái này trồng trước Tết, nó mùa đông nó kém lắm các bạn, mùa này mới là mùa của nó này. Trồng vào mùa đông thì cây nó còi cọc và nó phát triển nó kém đấy, để review lại cho các bạn xem nhé. Mình trồng nhiều loại khác nhau thì các bạn có thể xem. Đây là hoa văn thỏ này các bạn này đấy. Sang bên này thì các bạn càng thích nữa, review lại cho các bạn xem nhé. Nếu mà bạn cần hạt giống loại nào thì các bạn cứ kết nối với mình nhé, để mình tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Bên mình là nhà cung cấp hạt giống các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.